Dưới 2 tỷ quý vị có thể mua được ở đâu? Đường to ngõ rộng, ô tô đi qua, ngõ thông gần với trục chính thưa quý vị. Trong video này Ngọc sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà mới nhất gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần với trục đường quốc lộ 6. Và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Diện tích 40 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng 1 tum. Và với ngôi nhà này vừa mới hoàn thiện xong xuôi, hai cuốn sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn với thiết kế ô tô đi qua và ô tô có thể vào nhà. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà 40 m, hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà được 4 m thì thiết kế như thế nào, với phần cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa cuốn điện và ngoài năng lượng. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Nó nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô tải có thể đi qua thưa quý vị. Nếu như quý vị mà có ô tô, mong muốn ô tô vào nhà thì căn nhà này có thể vào nhà được. Hiện tại ngoài đang đứng là phần tầng 1, ở đây là khu vực để xe, đây là phần phòng khách và kia là phần phòng bếp. Thiết kế tối ưu công năng và quan trọng nhất là đánh vào giá bán. Dưới 2 tỷ mà quý vị có thể mua được nhà ở dưới, ở ô tô vào được mọi người nha. Gần với lại tiện ích Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, phù hợp cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Bởi vì từ phạm vi này mà đi lên tới ngã tư Sở thì nó rơi khoảng tầm 13-14 km. Cho nên với cái tầm đấy thì quý vị có thể cân đong đo đếm quãng đường đi xem như thế nào. 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Và với ngôi nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, quý vị có thể trả trước khoảng tầm 6 đến 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm là tối đa, và với những cái lãi suất thấp nhất với những ngân hàng uy tín nhất. Hiện tại ngoài anh đây đứng tiếp theo là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết, chỉnh chu đầy đủ. Toàn bộ tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, hai màu tông chủ đạo là màu trắng và màu nâu tối. Xung quanh bếp thì là ốp đá mọi người ạ, ốp gạch, và mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, thiết kế chỉnh chu đầy đủ đẹp. Đây là khu vực để tủ lạnh. Với tủ lạnh side by side quý vị có thể đặt ở vị trí này. Quan trọng là vị trí bất động sản thôi, nó sẽ quyết định lên giá bán. Còn chất lượng xây dựng thì hầu như là bây giờ chủ nhà xây 100% là tường riêng, cột riêng, móng riêng cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Hình thức thì xây liền kề thôi, còn đâu thì xây riêng biệt hết. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Ngoài phần để xe, phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 có thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị. Phòng vệ sinh tầng 1 đây mọi người ạ, tương đối là rộng, có đầy đủ về cho quý vị này. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm. Đây, cửa nhà vệ sinh tầng 1 thiết kế là của nhôm nghệ Việt Pháp. Đường to ngõ rộng nằm ở trong khu dân cư đông đúc, cách với chợ dân sinh khoảng tầm 300 m. Tiện ích đầy đủ từ vị trí ngôi nhà này cách với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao khoảng tầm 500 m thôi. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà đây, thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thiết kế cho quý vị là đá granite. Và mời quý vị theo chân của máy lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Căn nhà này thì mặt tiền mặt hậu bằng nhau, vuông vắn, không lỗi phong thủy về cái thóp hậu, quý vị yên tâm. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phần mặt ngõ bên này. Đây, rất là thoáng quý vị nhá. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Rất là đẹp và chắc chắn. Hành lang đi giữa các phòng cũng rộng rãi. Căn nhà này có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây. Ban công siêu rộng, siêu thoáng. Mọi người có thể nhìn dân cư xung quanh. Bởi vì rất nhiều khách hàng có quan tâm và cũng hỏi với Ngọc Ánh rằng là cái căn nhà giá rẻ như thế này thì chắc là nó nằm ở trong cái khu dân cư chưa phát triển. Nhưng thực tế với vị trí này quý vị đến, quý vị có thể cảm nhận dân cư rất là đông đúc, chợ trường phường trạm đầy đủ. Trường mầm non cấp 1, cấp 2 đều rất là tiện ích. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ, với hướng nhà này là hướng Tây Nam. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ rất là chỉn chu. Cái gỗ này thì cái màu óc chó khá là đẹp mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt ở đầy đủ các phòng. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng nữa, cho nên thiết kế nó hài hòa.
Đây là phần phòng vệ sinh siêu rộng của hai phòng trước và sau tầng 2. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này và gạch lắp. Gạch thì được trong cái phòng vệ sinh này là được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần. Quạt hút mùi, bồn cầu liền khối, lavabo rất là sạch sẽ. Cái tông màu trong này thì là màu ghi mọi người nhé. Là phòng vệ sinh rất là sạch. Có một số chủ đầu tư thì thiết kế sáng màu, tuy nhiên khách hàng đến xem đa phần thích là phòng vệ sinh thì màu nó tối một chút, nó sẽ sạch sẽ hơn. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà tiếp theo nhé. Và với công năng sử dụng 3 tầng một tum thì thiết kế cho quý vị trên tầng 3 cũng được hai phòng ngủ trước sau. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ riêng. Quý vị nào mà nhà mà có nhiều người ở thì căn nhà này 4 phòng sử dụng rất chi là hợp lý. Tầng nào cũng vậy, riêng ở phía mặt ngoài thì có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Tiện ích đầy đủ. Xe ô tô tiện ích đi qua, quý vị có thể thiết kế ô tô vào nhà. Phòng ngủ tiếp theo ở phần tầng 3. Nói chung tầng 2, tầng 3 thiết kế giống nhau. Vị trí này ra với bến xe Nghĩa nó khoảng tầm 4,5 km mọi người nha. Nói chung là đi lại thuận tiện. Bởi vì tầm tiền này thì quý vị có thể chọn lựa đường to, nó rộng, ô tô. Phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2. Hệ thống sen cây tắm Hàn Quốc, bồn cầu liền khối, lavabo và đến cả gương tắm chủ đầu tư cũng thiết kế tương đối là chỉnh chu. Mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng cuối cùng thì để thiết kế sân phơi. Rất rất là rộng, quý vị nào mà yêu thích trồng cây thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngôi nhà này trên phần tầng 4 này, trên tầng 3, tầng rưỡi này thiết kế gần như là để sân phơi hết cho quý vị, cũng như là quý vị có thể trồng cây, trồng hoa yêu thích. Nói chung là Ngọc Ánh review rất là cụ thể, tương đối giá bán này em để dưới phần miêu tả cho quý anh chị khách hàng, cô chú có thể tham khảo. Giá bán có thể thay đổi theo từng thời điểm cho nên em không thể đọc cụ thể tại thời điểm này, và biết đâu được mai chủ nhà lại giảm giá thì sao? Mời quý vị liên hệ trực tiếp với lại Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn về tầm tài chính cũng như khu vực để quý vị có thể đi xem và chốt được căn nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.